thức được tầm quan trọng của sữa mẹ với trẻ. Sau 6 tháng nghỉ thai sản, khi đi làm trở lại, thì giải pháp được nhiều bà mẹ áp dụng nhất hiện nay là hút hoặc vắt sữa của mình, trữ đông để cho trẻ ăn khi mẹ không ở nhà. Đây là cách làm phù hợp với những bà mẹ phải đi làm, không có điều kiện cho con bú trực tiếp thường xuyên. Và phương pháp này còn có ưu điểm là góp phần kích thích tiết sữa nhiều hơn và thuận tiện cho bé bú ngay khi mẹ không ở gần bé. Tuy nhiên, nếu không biết cách vắt cũng như bảo quản sữa, các mẹ hoàn toàn có thể làm tổn hại đến sức khỏe của con. Thậm chí trẻ sẽ bị suy dinh dưỡng, thiếu vi chất nếu ăn phải sữa trữ đông không đúng cách trong một thời gian dài. Chiếc tủ đông này được gia đình bà Hòa dành riêng cho việc trữ đông sữa mẹ cho đứa cháu trai hơn 7 tháng của mình. Mẹ của bé bắt đầu đi làm trở lại vào tháng thứ 6. Đảm bảo con được ăn sữa mẹ hoàn toàn, chị thường hút sữa và bảo quản trong ngăn đá của tủ lạnh. Các túi sữa này sẽ được lấy ra sử dụng theo thứ tự từ cũ đến mới và được ghi rõ ràng ngày tháng bảo quản trên từng túi. Trước khi cho bé sử dụng, sữa này sẽ được giã đông và hâm nóng lại với nhiệt độ thích hợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến thức trong việc trữ đông sữa như gia đình bà Hòa. Tôi thì mẹ cháu là cứ đi làm từ sáng đến tối, mẹ cháu bắt sữa để ở nhà, để ở tủ đông thì cứ đến bữa cháu ăn thì tôi mở ra tôi xem ngày, thế giờ bỏ xuống cho nó giã đông thì là hâm sữa cho cháu ăn, đến một ngày tôi mới cho cháu ăn 4 bữa. Ở nhà thì mẹ cháu là dùng hoàn toàn bằng sữa mẹ, chứ ngoài ra mẹ cháu không cho cháu ăn thêm một cái sữa gì ngoài cháu nữa. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề trữ đông sữa thì nó là đem lại những cái lợi ích, bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay ấy, thì các bà mẹ nghỉ thai sản là 6 tháng và thường thì có những bà mẹ có những vấn đề là phải nghỉ trước khi sinh nữa. Thế vì vậy là chúng ta cũng thấy rằng là đến đoạn sau ấy thì thường là khoảng trẻ được khoảng 3-4 tháng thì đó bà mẹ đã bắt đầu đi làm. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay cái khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 6 tháng là bú mẹ hoàn toàn. Như vậy sẽ có đâu thiếu đâu khoảng một vài tháng ở đoạn cuối là bú mẹ hoàn toàn, ở có 1-2 tháng mà lúc ấy trẻ vẫn dựa vào sữa mẹ. Chính vì vậy vấn đề trữ đông sữa ở nhà ấy thì có thể giúp cho trẻ có thể là bú mẹ hoàn toàn đến đủ 6 tháng. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là sữa nó là một cái thực phẩm giàu dinh dưỡng và chính vì vậy nó cũng rất dễ nhiễm khuẩn. Và chính vì vậy chúng ta cần phải có những cái hiểu biết nhất định để làm thế nào để có thể bảo quản sữa và để có một cái nguồn thức ăn tốt cho con nhưng đảm bảo an toàn cho con. Ỷ lại vào những chiếc túi ni lông này, nhiều bà mẹ cho rằng sữa ở trong những chiếc túi kín như vậy thì có thể ở bất kỳ vị trí nào trong tủ lạnh. Do không muốn để đông đá, nhiều bà mẹ bảo quản sữa của mình ngay trong ngăn mát tủ lạnh, chung với các thức ăn chưa được nấu chín khác như thế này.
Còn với những bịch sữa để trong ngăn đá của tủ lạnh cũng được để chung với rất nhiều loại thực phẩm khác, không ghi ngày tháng và bảo quản trong một thời gian dài. Theo các bác sĩ, những thói quen này sẽ vô tình làm sữa mẹ mất đi giá trị dinh dưỡng vốn có và còn có thể gây ra những nguy cơ với sức khỏe của trẻ. Số bà mẹ sẽ luôn là cho thật đầy vào và kế một cái túi. Thì chúng ta biết rằng là khi mà để trong ngăn đá đông ấy, thì đôi khi nó sẽ rất dễ bị trào ra. Và ngay ở chỗ cái miệng túi đấy nó có thể là nhiễm khuẩn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ấy, là cho sữa vào ngăn đá và chúng ta quên mất là tức là liêm gối đầu với nhau và chúng ta không biết là cái nào là trước, cái nào là sau. Và chúng ta cứ mở tủ là chúng ta theo thói quen nó lấy luôn bên ngoài. Thế chính vì vậy những cái mà túi sữa ở bên trong này lại rất là lâu được sử dụng. Và như vậy nó lại vừa giảm cái giá trị dinh dưỡng, đồng thời nó lại tăng lên các nguy cơ về nhiễm khuẩn. Thế vì vậy trên các cái giải pháp ấy là trên mỗi túi sữa đấy bao giờ người ta cũng ghi ngày tháng và trong đấy ghi rõ để mà sau đấy chúng ta biết là mấy giờ ngày bao nhiêu là cho cái đấy vào. Theo thứ tự chúng ta sẽ dùng những cái nào trước. Cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba có những sai lầm, ví dụ như chẳng hạn một số bà mẹ lại biến nó thành đá khô. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi biến thành đá khô ấy, để lâu trong tủ lạnh nó cũng tăng nguy cơ về nhiễm khuẩn. Một điểm tiếp theo, những sai lầm thứ tư hay gặp là vấn đề liên quan đến giã đông. Do thời gian thì ít thì bà mẹ sẽ lập tức nghĩ rằng là cho luôn vào trong lò vi sóng quay. Thế thì khi quay ở lò vi sóng chúng ta biết rằng là với cái sóng như vậy ấy, thì nó sẽ làm cho giảm các cái vi chất dinh dưỡng ở trong sữa. Thế chính vì vậy là chúng ta khi chúng ta chuẩn bị sử dụng cái sữa đấy, chúng ta nên lấy ra ngoài, xong chúng ta cho vào một cái túi hoặc bát, xong ngâm ở trong nước ấm. Thế và tốt nhất là để cho con khi mà cái nhiệt độ sữa nó lên được cỡ khoảng nhiệt độ cơ thể của con khoảng 37 độ thì có thể dùng được. Đấy là điểm những sai lầm tiếp theo. Những sai lầm thứ năm người ta cũng có thể hay gặp. Thì nó liên quan đến những cái câu chuyện là ví dụ như là cái sử dụng sữa như thế nào. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái lưu trữ thì rất là tốt, nhưng mà khi mà chúng ta lưu trữ ở trong đấy trong tủ lạnh mà chúng ta để lẫn vào các loại thực phẩm khác, đặc biệt là các thực phẩm tươi sống chẳng hạn, thì cái nguy cơ để mà nó lây nhiễm chéo sang nhau thì nó có thể có những nguy cơ. Vì vậy là chúng ta cũng phải để trong tủ lạnh, chúng ta phải để riêng cái phần về chế biến sữa. Điểm cái thứ sáu, cái sai lầm ấy, là đôi khi chúng ta chú ý tất cả vấn đề vệ sinh, nhưng mà cuối cùng bàn tay thì chúng ta lại không chú ý. Khi mà bắt đầu chuẩn bị chế biến cho con về cái vấn đề liên quan đến sữa chữ đông ấy, thì vấn đề về rửa tay dưới dòng nước chảy, rửa tay bằng xà phòng rất quan trọng. Vấn đề thứ bảy các bạn cũng hay gặp là liên quan đến cái nhiệt độ của tủ lạnh. Thì chúng ta biết rằng là cái nhiệt độ của tủ lạnh chúng ta phải đặt theo đúng chuẩn, ví dụ như là 4 độ C đối với ngăn mát và đối với ngăn đá âm 15 độ. Thì chúng ta lâu chúng ta cần phải kiểm tra lại cái nhiệt độ. Đôi khi thiếu ga, đôi khi thỉnh thoảng có những vấn đề mất điện, chúng ta phải biết để mà có thể không sử dụng những loại sữa mà chúng ta thấy là nghi ngờ những vấn đề này. Nếu mà sử dụng nó có thể gây những vấn đề tiêu chảy, những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Cũng theo bác sĩ Sơn, ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong 6 tháng đầu đời, thì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất. Do đó, nếu không được bảo quản đúng cách, trẻ thậm chí còn bị suy dinh dưỡng, thiếu vi chất. Tại phòng khám dinh dưỡng của mình, bác sĩ Sơn cho biết, trong số trẻ đến khám, có đến 9 trên 10 trẻ nhẹ cân, thấp còi hơn so với tiêu chuẩn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, và cách cho trẻ ăn, bảo quản sữa mẹ cũng là một trong những nguyên nhân. Thiếu vi chất thì thường nó sẽ ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề khác,
chứ nó không chỉ là câu chuyện về cái sữa độc. Thường ở đây ấy, thì các trẻ đến đây chúng ta thấy rằng là cứ 10 trẻ thì có đến 3 trẻ suy dưỡng, và nó đến từ nhiều lý do khác nhau, và đấy nói là suy dưỡng thôi, còn lại những cháu chưa suy dưỡng nhưng bị thiếu cân nặng so với chuẩn hoặc chiều cao so với chuẩn thì nhiều lắm, có đi đến khoảng 9/10 cháu. Thì như vậy thì ở đây chúng tôi sẽ xác định xem cụ thể nó đến từ vấn đề bữa ăn hay đến từ vấn đề về bệnh của con, và đến từ bữa ăn thì nó như thế nào. Và đối với cả những trẻ dưới 6 tháng hoặc là bà mẹ có thói quen là chữ đông ấy, bao giờ cũng cần phải hỏi rất là kỹ về các hành vi, cái chữ như thế nào, sử dụng như thế nào để có thể điều chỉnh cho bà mẹ được. Những trường hợp mà chúng tôi hay gặp ấy, là chủ yếu là những trường hợp mà bị tiêu chảy, có thể tiêu chảy cấp, có thể tiêu chảy mãn. Thì khi mà hỏi lại thì bắt đầu nó liên quan đến câu chuyện đấy. Bởi vì ví dụ đặc biệt là một cái sai lầm bà mẹ hay gặp ấy, là để chung với thực phẩm, nghĩ rằng là thôi là một cái ni lông đã bọc kín rồi thì không vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam của chúng ta thì chúng chưa có thói quen là nhà có hai cái tủ lạnh, một cái tủ lạnh là thức ăn sống, một cái tủ lạnh thức ăn chín. Thế thì vì vậy khi mà chúng ta vẫn đang để chung thì nó có những tăng những nguy cơ như vậy, và chúng tôi cũng đã gặp những trường hợp như thế. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc vắt hút sữa mẹ trữ lạnh hoặc trữ đông cần đảm bảo các điều kiện vệ sinh thì mới an toàn cho trẻ. Đầu tiên, trước khi vắt sữa, bà mẹ phải rửa tay đúng cách và vệ sinh đầu vú. Dụng cụ vắt sữa và đựng sữa cũng phải đảm bảo sạch sẽ. Ngăn mát tủ lạnh hoặc tủ đông chứa sữa phải dành riêng để chứa sữa, không chứa thức ăn, thức uống khác để tránh vi khuẩn lây nhiễm sang. Nhiệt độ của tủ lạnh phải giữ khoảng 4 độ C và tủ đông phải đảm bảo ít nhất là âm 15 độ C và nhiệt độ ổn định. Nếu không tuân thủ đầy đủ các điều kiện trên, sử dụng sữa trữ đông cho con ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, và một trong những nguy cơ dễ mắc phải nhất là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.